Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Chuyện Lạ Có Thật của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Hai họ trở mặt thành thù địch chỉ vì đĩa thịt lợn trong tiệc cưới. Nói ra thì khó tin, nhưng đám cưới bị hủy và hai họ trở mặt thành thù chỉ vì nhà gái tự ý thay đổi đĩa thịt lợn trong tiệc cưới. Cặp đôi Minh Phương, Chí Hùng tổ chức đám cưới đã trở thành sự kiện của làng tôi bởi cả hai người nổi tiếng là trai thành gái lịch. Cùng làng và chơi với nhau từ bé, hai bạn trẻ là minh chứng cho thấy những mối tình kiểu thành mai trúc mã sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Ngày cưới của họ, cả làng tôi nô nức kéo nhau đi tham dự. Vì cùng làng, toàn người quen giống nhau nên hai gia đình thỏa thuận tổ chức cưới tập trung cùng nhau cho người làng đỡ phải chạy bên này bên kia. Chi phí đám cưới chia đôi, tiền mừng thu được đều để cho vợ chồng Khron làm vốn. Đám cưới được tổ chức trang trọng ở nhà văn hóa thôn trước sự chứng kiến của cả làng. Ấy vậy mà, đến khi phần nghi lễ kết thúc, hai họ ngồi vào bàn tiệc thì xảy ra chuyện. Nhà trai nhà gái không biết vì vấn đề gì mà bắt đầu mâu thuẫn, cái cọ rồi dẫn đến xô xát. Tìm hiểu rõ ngọn ngành, mọi người mới ồ lên vì ngạc nhiên. Hóa ra, nguyên nhân dẫn phát mâu thuẫn chỉ là trong thực đơn tiệc cưới, món thịt lợn bà chỉ xiên nướng bị đổi thành thịt gà công nghiệp. Theo nhà trai, vì tin tưởng gia đình thông gia vốn rành về ngành ăn uống nên giao cho họ đặt tiệc cưới, thực đơn được cả hai gia đình xem xét và thống nhất trước đó hàng tháng trời. Vậy mà trong tiệc cưới, họ phát hiện đĩa thịt lợn bà chỉ nướng sáng chảnh bị đổi thành thịt gà rẻ tiền mà không hề được thông báo trước. Bố chú rể nóng tính nói, chúng tôi đã mang thực đơn cho họ hàng xem trước, mọi người đều tán thành. Ai ngờ đến khi ngồi vào bàn tiệc mới phát hiện ra việc đổi món ăn, tôi cảm thấy mất mặt với họ hàng, đây là điều không thể chấp nhận được. Còn theo lời nhà gái biện bạch thì thời gian đặt cỗ từ mấy tháng trước, lúc đó giá cả thực phẩm, nhất là thịt lợn không cao như bây giờ. Ông bà ra chợ nhìn xem, bây giờ cái gì cũng lên giá, đừng nói thịt lợn, các loại thịt khác đều tăng nhẹ. Chính vì là chỗ quen biết với nhà tôi nên họ chỉ thay mỗi món thịt lợn thành thịt gà mà không tăng giá cỗ. Nếu nhà khác thì họ không chịu thế đâu. Việc thay đổi này là sát ngày mới đưa ra, bận việc đám cưới nên bàn xong tôi quên mất. Và lại, thịt gà nhưng họ làm cũng ngon chẳng kém, có đến nỗi đâu mà phải làm ầm lên, bố cô dâu đáp trả. Nói rồi, ông ta nghi ngờ luôn. Ngày vui của hai đứa trẻ, thường có việc, nhà ai cũng cố dập đi, ông lại bới lông tìm vết làm ầm lên cho mất mặt, hay ông vốn định không đồng ý cho hai đứa lấy nhau nên định phá. Nói cho ông biết, cái loại đò lọ nước mắm như ông, nhà tôi cũng không muốn gả con đến đâu. Lời qua tiếng lại, thế rồi hai gia đình xông vào ẩu đả nhau. Khách dự đám cưới chạy toán loạn vì sợ bị liên lụy. Cánh trẻ thì chia phe ủng hộ hai bên. Trường hợp hỗn loạn đến mức chính quyền phải can thiệp mới dừng. Cuối cùng, nhà trai quyết định hủy hôn trước mặt mọi người, mặc cho chú rể van xin và cô dâu thì ôm mặt khóc nức nở. Không thể ngờ ngày cưới của mình lại có một trải nghiệm kinh hoàng như vậy. Kỷ niệm này sẽ đi theo suốt cuộc đời chúng tôi. Cô dâu xấu số nhất Vịnh Bắc Bộ nghẹn ngào. Quả thật không ai có thể ngờ việc tăng giá thịt lợn và một đĩa thịt lợn lại có thể phá tan cả một đám cưới và chia rẽ hai bạn trẻ vốn được nên vợ nên chồng. Bé trai 4 tuổi dự đoán đúng mọi chuyện xảy ra trong nhà, nói chuyện với ông bà quá cố. Vợ chồng anh Gray 40 tuổi và cô Heather Howell 38 tuổi sống tại thành phố Naples, bang Florida, Mỹ đã vô cùng lo lắng cho cậu con trai nhỏ Elijah. Khi phát hiện cậu bé có nhiều điểm bất thường ngay từ nhỏ, không giống bất cứ đứa trẻ nào khác xung quanh họ. Khi mới được 10 tháng tuổi, bé trai Elijah đã biết nói và nói những câu đầy đủ, trong khi những đứa trẻ khác thường trên 1 tuổi mới bắt đầu bập bẹ học nói, chứ chưa nói gì đến việc nói được một câu dài. Không những thế, Elijah còn có khả năng dự đoán chính xác những thứ sắp xảy ra trong gia đình mình. Năm 4 tuổi, cậu bé thậm chí còn nói chuyện được với ông bà đã khuất của mình. Một chuyên gia ngoại cảm đã tới gặp Elijah và xác nhận điều này. Cô Heather cho biết bé Elijah đã dự đoán chính xác chuyện cô sẩy thai, sau đó tiếp tục mang thai một cặp song sinh. Ban đầu tôi cảm thấy chuyện này thật ma quái, nhưng không phải theo hướng tiêu cực, cô Heather nói.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, cô Hester kể rằng khi đang mang thai đứa con thứ hai, Eliza đã lại gần và nói với cô rằng: "Mẹ ơi, đứa trẻ này sẽ về với Chúa." Khi ấy, cô Hester đã rất bất ngờ và lập tức nói với con trai: "Đừng nói những điều như vậy, Eliza nhé, vì đó không phải là những lời tốt đẹp, nhất là đối với một đứa trẻ." Thế nhưng sau đó, cô Hester thật sự đã xảy sai. Một thời gian sau, Eliza lại đến bên mẹ và nói rằng: "Mẹ đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ có một cặp sinh đôi và chúng đều là con trai." Khi ấy, cô Hester chỉ nghĩ rằng Eliza nói bừa hoặc cậu bé quá muốn có em để chơi cùng nên mới nói như vậy. Vài tháng sau, cô Hester đi siêu âm và sốc nặng khi biết sự thật. "Chúng tôi phát hiện có một cặp sinh đôi, cả hai đứa đều là con trai," cô Hester kể lại. Vô cùng bất ngờ và có nhiều phần lo lắng cho con trai Eliza, cô Hester và anh Gray đã quyết định mời chuyên gia tâm linh nổi tiếng trong vùng, nhà ngoại cảm Denise Lecanner, tới để kiểm chứng xem con trai Eliza thực sự có khả năng đặc biệt về tâm linh hay chỉ là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe tâm thần. Bà Denise phát hiện khả năng tâm linh đặc biệt từ năm 9 tuổi. Từ đó, bà đã dành nhiều năm cuộc đời để giúp cảnh sát giải quyết những vụ mất tích hoặc chết người. Khi tới thăm gia đình này, nhà ngoại cảm Denise đã sử dụng khả năng của mình để kết nối với ông bà đã mất của bé, Eliza, để tìm ra tận cùng của bí ẩn. Nhờ đó, bà Denise phát hiện chính người bà đã qua đời của bé, Eliza, đã mách bảo cậu bé về chuyện chị Hester sảy thai, sau đó tiếp tục mang thai sinh đôi. Eliza đã thể hiện tất cả những dấu hiệu để trở thành một đứa trẻ có khả năng ngoại cảm và kết nối với thế giới tâm linh. Cậu bé có ý thức rất mạnh về kiếp trước và những thứ đã xảy ra trong quá khứ, bà Denise nói. Sau khi xác nhận bé Eliza có khả năng đặc biệt, bà Denise đã tư vấn cho gia đình anh Gray và cô Hester những chỉ dẫn và tương tác của con trai họ đối với thế giới tâm linh. Nhờ đó, cặp vợ chồng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại vui vẻ đón nhận khả năng đặc biệt của con trai mình. Cô Hester chia sẻ: "Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau chuyến thăm của bà Denise. Bà ấy đã cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ. Tất cả chúng tôi đều mong muốn được kiểm chứng sự phát triển của Eliza, đồng thời cảm ơn bà Denise vì đã giúp đỡ chúng tôi." Bà Denise cũng nói thêm: "Điều này không có gì đáng sợ cả, nó chỉ là thứ để chữa lành và an ủi. Khi tôi có thể xác định chính xác những gì đã xảy ra và giúp người khác, đó là sự nhẹ nhõm cho họ." I'm so high, yeah.